quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Xin chào. Ok thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Mọi người chào đi nhỉ. Chào mọi người nha. Đó thì ngày hôm nay Noob Team đang có mặt ở trong một cái đấu trường, các bạn thấy không? Rất là hoành tráng luôn, với cổ động viên lên tới hàng tí người đang đứng chờ chúng ta. Thực ra chẳng có ai ngoài bốn thanh niên các bạn ơi. Đấy thì đây là đấu trường Pokemon và ngày hôm nay sẽ diễn ra cái cuộc chiến ở trong cái đấu trường này. Mọi người đây, luật chơi quy định đó là chúng ta sẽ gọi là có cái thử thách đập Lucky Block trong vòng 20 phút. Đấy. Sau khi 20 phút thì mọi người sẽ tập trung ở đây và lấy những cái con Pokemon xịn sò nhất của mình bắt được và chiến đấu với nhau. Đấy, xem rằng là các bạn dự đoán rằng ai top 1 nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đấy, nó chọn hướng này đi. Mỗi người một hướng. Trước tiên vào xin nhẹ một cái đối thủ nhá, xin nhẹ một cái đối thủ. Đấy, tính thời gian nhá, 20 phút nhá. 20 phút sau lúc nào nó thông báo là phải về nhá. Đấy, chúng ta sẽ đến với Poke Lucky đây. Đấy, mọi người trong vòng 20 phút đập càng nhiều càng ít. Đấy, nói chung là càng nhiều càng ít. Đấy, chúng ta sẽ có được những cái quả Master Ball để bắt những cái con huyền thoại. Chắc có lẽ rằng là mình đợi, bỏ đây nữa. Mình bắt bắt những cái con huyền thoại rồi các bạn nhá. Đó, ui thanh niên nào đó. Được con gì đấy? Pakia. Ui, xin đây. Ui, đúng. Đã được bộ ba sáng tạo phải ghê vậy. Ghê thật sự luôn ấy. Ui. Tính ra lâu lắm rồi mình cũng không chơi Pokemon các bạn. Đó, thế nên là những cái con Pokemon nhiều khi là mình cũng dạo này cũng quên rồi. Wow, Monchet. Wow. Ê, đây rồi, Latios. Ừ, hay quá. Ui, tính ra đập huyền thoại dễ thật. Lâu lắm mà mình không thấy con mặt con Latios này các bạn. Ui, Landorus đấy. Ghê vậy. Landorus. Ngon luôn. Ui, chết rồi, lúc lại đánh nhau với con này từ lúc lăn các bạn đây. Lưu ý nha, khi mọi người bắt Pokemon thì đừng đập lúc đuôi óc luôn nha. Nó lại bắt nhầm đấy. Bắt nhầm. Ui, tính ra mấy con tiến hóa nhiều con gọi là... Ui, đây đấy. Rồi, con tủ của mình đây rồi. Ui, Arous à, cái con này mới này. Các bạn ơi, đây này có chúng ta có những cái con mới tiến hóa, mới cái gen mới này. Nhìn khá là hay đấy. Ui, con này hay Cherubi. Nhiều con mới dã man luôn đấy. Ngày trước là... đây. À, nhưng mà con này cùi lắm. Thôi nhìn cứ bắt nhá. Con này bắn một phát chết luôn à. Con này huyền thoại hơi cùi bạn, nhưng không sao. Đó, đập đi. Trong vòng 20 phút mà, mình cứ đập đi các bạn. Chúng ta auto lấy huyền thoại rồi. Là mấy con này ghét quá. Thử nha, mình sẽ có cách các bạn. Mình sẽ có cách là không tham chiến được cùng mấy con này được. Đó là chúng ta chỉ cần bỏ những cái con này vào đây. Đấy, mình để con Charmander bị chết của mình. Ui, thanh niên nào có cái con... À, con Palkia của thanh niên Vanh. Rồi, đập đi các bạn này. Cứ đập thôi, tầm này chờ đợi gì. Ui, con gì đây? Con này con huyền thoại không bạn? Tới nhà bắt con này mới thế. Ui, cái con này nó cứ thách đấu hoài à. Rồi, được rồi. Vẫn hết mấy con Pokemon vào trong đi, để một thật. Con chết ở ngoài thôi. Đúng rồi. Ui, nó vừa bắt được con Necroma. Ui, con này nghe lại đấy nhỉ. Con huyền thoại đấy. Necroma level 78 này. Ui, xin thật sự. Ui, con Tapu Fini này, trời ơi. Nó vừa lại không nhận được. Rồi, toàn mấy con mới rồi các bạn ạ. Nhiều khi mấy con mới mình còn chưa nhận biết được luôn đấy. Con Tapu Fini cùi lắm. Nó cấp có 50 này. Đây có cả con Saibin nữa này. Không, con Tapu thì nó biết. Con này cùi bắt. Nó định không bắt rồi. Ui, đây con Kyurem. Kyurem, con này thì mình cũng biết. Skewdon này. Pokemon trong tiền sử đấy. Latios à. Latias à. Ui. Mọi người đập đây nhá. Không được đập đập lên cái sàn đấu của chúng ta nhá. Ok. Mình sẽ thả con Kyurem ra các bạn. Thả con Kyurem ra mình cưỡi bay lên cái khán đài để chúng ta có thể... Kyurem không bay được. Quên mất. Chạy thôi. Chạy thôi. Chúng ta làm cách nào để chúng ta nhảy lên đây ta? Ui sao có con chú hề này? Chú hề. Con chú hề. Con chú hề. Vanh là chú hề đấy. Chú hề Vanh các bạn ạ. Ở nhà mình sẽ lấy cái PC... cái phone nào các bạn. Cái phone cũng dùng được mà. Lâu lắm rồi Pixel không chơi Pixelmon mà. Mà thấy mấy con Pokemon mới thì nhìn thích thật sự luôn. Nhìn nó đẹp dã man, nó làm... ngầu các bạn. Nó không nhé, mình lại chơi Pixelmon lại à? Ở đây. Ui, xuống. Rồi, ok. Đấy thì chúng ta cứ... Cứ bắt mấy con huyền thoại các bạn. Thả nó chứ, mình vừa mới bỏ con Latios ra. Quánh nhau luôn ạ. Đấy, cất con Latios đi. Metroid này. Đó, ui trời tối luôn à. Ai tham xét oan hộ với. Ui, con gì đấy. Xèo. Rồi. Ui, Tapu à, lại thanh niên nó đập ra Tapu đấy. Ui, dây qua ra. Ok, Rayquaza mới chúng tôi. Đứng lại, đứng lại nữa. Con này bắt khó lắm này.
Thật luôn các bạn, là con đấy là ngày trước mình bắt. Tính ra là nó kiểu như nó nhỏ ấy, cảm giác bắt rất là khó luôn. Rồi giờ bắt. Ui. Ui, hai con điện thoại luôn. Láo với chúng tôi này rồi. Ngon luôn các bạn, tính tiền cho anh Núp. Rồi đây là mình ui, tính ra là được 6 con điện thoại rồi đấy. Wow, Giratina. 6 con điện thoại các bạn. Chả biết con nào con điện thoại. Uầy, con tính đi tự à, đúng rồi. Tính ra là thanh niên Vanh với cả thanh niên Zeno là chưa hình như là chưa tham gia Pixelmon bao giờ các bạn ạ. Chưa. Ờ à, đúng rồi, nhìn thế con này là hoắc à. Ui sao có mấy con rồng thả phát bay lên trên trời luôn rồi. Ui, bắt kiểu gì đó. Ui con mới này, con điện thoại mới nữa này Pixel. Ui con này đó, giống như con mực, con có tên là gì nhỉ? Nihele à? Phải không ta? Đã để núp xem lại tên con này mới lắm. Lạ dã ma luôn. Đây. Nihilego. Ui, Pixel lâu lắm không chơi Pixelmon. Con này giống kiểu con sứa bạn ạ. À. Con này mới. Con này chắc gen. Con này chắc gen 8 mà, mới ra. Gen 8 mới, mấy con mới này đâm ra mình cũng chịu. Tí nữa sao chúng ta sẽ kiều, biết được sức mạnh. Con kiều có ở trong Pokemon à? Đúng rồi. Có cả gọi là mấy con ui, có cả con nhím. Còn vanh MC đấy, tí nữa đập kiểu gì cũng ra. Cá. Ui. À đây các bạn. Ui, con này hay thật. Con này giống kiểu con ui con này. Ui. Đẹp dã man luôn các bạn ạ. Thà luôn mấy con Pokemon mới này nhìn nó ngầu. Nó đẹp dã man luôn ấy. Pikachu. Cái gì đây? Pikachu là Pokemon huyền thoại đúng không? Pikachu á? Pikachu. Pikachu con huyền thoại kiên ngáo thật sự luôn. Đẹp thật sự ạ. Mấy cái con tiến hóa gen gen mới này thà luôn. Quá đẹp luôn. Ui, ngầu. Ngầu như quả táo tàu. À ok. Pikachu. Ê, con... À, không phải, con là mình tưởng... Mình tưởng... Huyền thoại, bắt đó. Ô, à, không bắt đang... được. Sao bắt nó toàn nảy ra này? Ô, nó bắt nó cứ lẩy ra này lúc. Còn phải ném trúng, phải ném trúng chân nó, trời ơi. Đấy à, ném trúng rồi. Ê, con Victini này, con Victini thôi bắt tốt đi các bạn, con này củi bắp á. Con đấy là bay đi luôn. Con Victini mà củi bắp, Victini... Không. PK cũng khổ nắp đấy. Không, nhưng mà núp thấy con đấy. Núp đấy con đấy là núp là cái tiêu chí của núp đó là trước tiên phải đẹp các bạn ạ. Ở đây mình thử mang con Victini đánh nhau luôn nhá. Đây skin lửa đây. Nó phải có skin ngon thì nó lửa ra con bắc cực luôn. Cú bắc cực. Girachi của anh kìa. Đó, ui, mạnh, nói chung là cũng mạnh, nói chung là cũng được. Dạ các bạn này cũng được. Thôi mình sẽ cất đi. Đấy, wow, ui. Lúc đã có được đôi 4 6 8 con huyền thoại rồi, đủ đội hình ra trận rồi các bạn. Luôn. Ui, con này con giống nó kiểu cần như bao nhiêu con để ra tinh, trận đấy? 6 trận, 6 con, 6 con, 6 con một trận đấu. Chết thật. Mình được mỗi 2 con không biết có phải huyền thoại hay không. Trời đất ơi. Có con Articuno của thanh niên nào kìa, không bắt để Pixel lên bắt cho nhá. Con đâu, Articuno à, chim hoang ngon thật sự. Đâu, Articuno là con gì? Articuno là con gì? Con chim bang bay lên trời, mấy cả con Jirachi của ai nữa kìa. Wow. Nhưng mà sao Vanh... Ừ, con đấy của Vanh đấy đây. Ờ, đây con Jirachi. Đấy, con bạn... ngon bay ra, trời ơi. Tính ra ở đây núp, ở chỗ này núp xuất hiện nhiều Pokemon quá, đâm ra nó đứng hình luôn này. À, núp chạy đâu. Nó cứ đập quanh cái khán đài này các bạn ạ. Con thì người to như kiểu là Kung Fu này. Kung Fu. Lại mưa luôn. Ui. À, tính ra mình từ vừa nãy đến giờ mình chưa đập con huyền thoại nào luôn đấy. À, đây. Cái gì đấy? DNC. Ôi, con này con mới DNC, phải không? DNC, con đấy cũ rồi. Cũ á? Con đấy có phía trước rồi. Núp ít gặp con này. À, con đấy nó ít xuất hiện lắm. Con đấy xuất hiện... ở bên trên X trong hưu à? À đây bắt được rồi. Ra cả chó sói nè. Thanh niên kiểu như đang thanh niên Vanh là lần đầu tiên được tham gia cái đấu trường Pokemon này là hơi bỡ ngỡ các bạn nhé. Đấy thấy được kiểu mà mới tham gia, mà không toan tính gì có khi đánh lại thắng nhá. Kiểu hên nên gặp mấy con VIP các bạn. Hên. À luôn chứ. Ui, Cressina. Salaman đâu là con này cũng Salaman C, con đấy không phải Pokemon huyền thoại đâu. Bắt hết đi, Vanh cứ bắt. Ui, hết đi. Có con gì bay trên trời kìa. Đang rồi ai đây? Bắt được rồi. Wow, con này nghe. Giống cần một con này nữa. Có chết thở con này you can. À con này đang đánh nhau các bạn ạ, như đánh nhau với con ở dưới kia. Con mèo này không có máy tiến hóa mèo chu thì thôi kệ, bỏ qua nó luôn. Thôi mình cũng bỏ qua con này đi các bạn, này nó đang đánh nhau này. Ồ, con Latios là huyền thoại. Con huyền thoại, bắt đây, bắt được đấy đi. Bắt rồi. Thế luôn con này đang đánh nhau với con nào các bạn, đây mình không bắt được này. Ú, thật sự.
vừa okay anh vừa nói thằng bắt Pixel có Latios luôn. Nó cũng có rồi, con Latios. Ui. Pixel có cả hẳn bộ đôi luôn rồi á. Ai Latios mà có Mel Chu ấy, lúc thấy con Mel Chu là vẫn là một cái thế lực gì đó rất là khỏe luôn ấy. Mel Chu. À, nó con đấy cảm giác rác nó rất là khỏe. Mel Chu với cả Groudon nữa. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi, con Groudon nữa. Mel Chu là con mèo à? Ờ, à, con mèo 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 mèo. Mấy thanh niên này không xem Pokemon à? Không. Mấy thanh niên này chưa xem Pokemon bao giờ, cũng không có tuổi thơ giống ui mình. Ui ui ui, con mới này. Ơ à, đâu phải không? Con này phải không nhá? Ui, con Karapa. Được nhá. Tên khó đọc quá. Mấy con này là mấy con lạ lạ nên đâm ra mình không biết các bạn, toàn mấy con mới rồi. Cái này. Con Katana Giratina là con Giratina ở trong bộ 3 sáng tạo con đấy cũng ngon nha, bắt nó đi. Bắt đi, trời ơi. Cứ thấy con nào to bắt, đây núp núp có một cái gọi là thủ thuật đó là cứ thấy con nào to thì bắt nhá. Ngày ủa, trước là núp toàn ra con bé tí à. Cứ con level 70 là auto huyền thoại, bắt à, đi. Đúng rồi. Ui, Tyranitar, ok Tyranitar, phải bắt các bạn. Ủa. Con này không phải huyền thoại. Con Tyranitar luôn hả? Ờ con này không phải huyền thoại nhưng mà anh em có bao nhiêu cấp bao nhiêu? Cấp 6 mấy. À 6 mấy. Ui, 6 mấy là căng rồi, 6 mấy là căng rồi. Con này đẳng cấp lắm, tài luôn 64. Tính ra con này các bạn ạ, à, đừng coi thường 64 thừa thắng nếu như một con Pokemon huyền thoại. Con này đẳng cấp lắm đấy các bạn ạ, à, đừng có coi thường. Tiến hóa rồi, nhưng mà con này là mình cảm thấy là con này ui. À con này Palkia, ok Palkia bắt luôn. Ui toàn con ngầu. Son Galeo, con Pokemon Son Galeo à, ok. Ui lại con Kyogre nữa này, bắt đi. Ui. Chị không đang hỏi mình sẽ cho con không. Con này là nô mộ A hay rock 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 các bạn. Ui có con một nửa đầu nhá. Đánh ạ. Đánh đi. Một quất chết luôn con level 7 rồi. Đó ok đúng. Thanh niên tưởng một quất chết con gì con level 7 ạ. Bạch trưởng. Trời ơi 70 đánh con level 7 nó phải khắc bọt chứ. Trời ơi nó phải quảng cáo liền chứ. Biết thế mình nói bảo một quất chết luôn con level 70 dọa với thanh niên này. Quên mất. Không đáng nhẽ núp thiếu số 0. Đấy, một quất chết luôn con level 20 này. Trời ơi, đâu rồi, nghe chưa. Ui, vanh ra cái con gì này. Ui ui. Con gì bay bay. Ui, con sông Galeo, thà luôn con sông Galeo này rất là đẹp luôn nhá. Kiểu ui, như là siêu nhân gao. Vanh ra Mel Chu này. Đâu xem nào. Đâu, vanh trêu thế thôi. Điều ui, có con sư tử nhà Pixel nhảy lên này. Ờ, con sông Galeo. Thế chứng tỏ là con Mel Chu. Không, con sông Galeo mình không bắt các bạn. Galeo lắm lắm. Không, Mel Chu mạnh lắm. Thà là Mel Chu nó trâu khỏe. Lại còn có Pichick nữa thì thôi nghỉ game, tuyên bố nghỉ game. Đây mình sẽ tần cái này. Đó. Ui, con Palkia mạnh. Thà đến toàn ra con trâu bò to đúng không? Ui. Thì lại con vừa nãy này. Lại con vừa nãy các bạn. Nên bắt hai con để lúc nữa xem tư chất mà cho nó chậm nó núp. Con nó cứ bắt đi. Nhưng mà đông lắm. Tí nữa hàng mấy chục con huyền thoại cơ. Chắc gì đã chọn con đấy. Trời ơi, chút thử mình run đã các bạn đây. Mấy con này nó cứ dí mà. Cressida. Bắt nó bộ đôi mặt trăng. Đây con này đây. Ờ như nhau các bạn. Xem nhau bằng máu thì bằng nhau rồi đấy. Tí nữa xem. Ui. Tính ra hiếm nhở, Garon hiếm thật sự luôn. Lucky Block thì nha, mình mọi người đập được bao nhiêu rồi? Núp đập hình như là được gần 3 stack cái 3 nơi stack rồi. 3 stack rồi, ừ. Anh được 2 tờ tay rồi. Level 70 à? Oh, 70. Hay thì cứ 70 là. Ừ, cứ 70 là xíu đó rồi, bắt. 70 là cũng bắt rồi. Không nói nhiều nữa bạn. À, con Cabalion, à, Cobalion. Cobalion ở trong bộ tứ thanh kiếm. Lại mưa. Trời ơi, nó mưa hòa, nó mưa biết luôn, mưa riết luôn. Đây, nó sẽ đập vào trên khán đài các bạn, dưới cái đông quá. Ui, con gì đấy? Con Thunder Rush của ai đấy? À, con của mình à, Thunder Rush của mình. Ui, con mới, huyền thoại mới này. Chú Hè. Con gì, Thunder Rush à? Ờ, Thunder Rush là cũ mà. Không, có con khác, cơ, núp đập được ra hai con. Ủa, nó sẽ ném cho bạn xem. Con Blacephalon này. Đây, có con có tên là Blacephalon. Đấy, đúng rồi, chú Hà đấy. Con chú Hà. Đấy, chú Hà đấy. Ghê phết đấy. Rồi, ok. Nhưng mà cũng phải level 70 nên là thôi, Bạch sẽ đi luôn. Ơ, 70 mà. Ui. Thà lúc con nhìn hay vậy. Lúc tí đã phải xem cho xem con này nhìn hay lắm. Wow. Nhiều con mới mà.
nhiều con nhìn xịn xò thật. Wow. Wow. Mình toàn ra cổ bắp cực rồi. Wow. Lại con này vừa 70 à? Ấy. Ấy con mèo chu của tôi. Rồi. À thế nên có mèo chu à? Ui, mèo chu level 80 của mình. Trời ơi, tôi xong rồi, game này xong rồi, game này xong. Mèo chu level 80 anh em ơi. Bay 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 quá. Ui, 272 máu à. Dã man luôn các bạn. À luôn, chắc chắn là mèo chu với cả con khủng long bạo chúa của mình sẽ được ra trận. Ui, dây qua da, thôi bắt nốt đi. Ui, Asher. Ui, mở lem. Nhưng con này tính ra PvP nó cũng bình thường à, nó chỉ có nhiều hệ thôi. Ui, ra con gì này? Trong phim nó mạnh mà trong game thì nó. Con này là con gì đây? Không, tùy. Tùy từng. Ui. À, chết giả rồi, mình sao mình chui đây? Ô phanh ra con Dialga gì ấy. Dialga gì ấy. Cứ bắt đi. Dialga, con đấy cũng ở trong bộ ba sáng tạo đấy. Ô con này Vanh xem phim Vanh biết này. Con này thì Vanh biết này. Pikachu à? Con Pikachu. Ừ, đây nó biết con Pikachu. Dê lao à, là mấy thanh niên này biết Pikachu đấy. Vừa nãy Vanh rồi, Pikachu là Pokemon huyền thoại à? Đúng, Pokemon huyền thoại, Pokemon xịn đấy. Thì thấy nó từ dập đầu đến dập cuối lúc nào chả có mặt. Ui. À, còn mấy con Linh Ta Linh Tinh. Ui, con Grand Ninja này. Ui. Ash, không phải Ash Grand Ninja. Ui, con này con Z à? Right, nhìn ghê thật sự luôn. Giết lửa chứ. Ê, tha cho em. Trời ơi, nhìn đẹp dã man luôn bạn. Toàn mấy con Pokemon mới đẹp thôi. Mình cũng có Mèo Chu. Thanh niệm có Mèo Chu luôn. Anh trêu thế, anh có con trò sói giận dữ này. Uầy. À, lúc này ai ship cho Pixel cái PC xuống đây cái. Thôi, chắc có lẽ rằng là lúc ấy đấy. Ơ, Pixel không lấy bị ấy à? Không lấy phone à? Có lấy phone mà. Pixel quên mất. Phone dùng được mà. Rồi, chắc có lẽ rằng là mình sẽ tạm thời không đập nữa bạn đây. Mình sắp Pokemon để chuẩn bị chiến đấu rồi. Chúng ta cũng không cần nhiều nữa, mình thì cũng thế thôi. Không cần nhiều, quan trọng gì. Đấy, chúng ta sẽ lấy ra. Ui, mấy con mới này, con Necroma này. À, luôn toàn mấy con xịn mới thôi, mình không nắm rõ lắm. Đâu rồi, Mèo Chu chắc chắn lấy ra nhá. Garantina cũng lấy ra nhá. Đấy, trời ơi, Tyranita chắc chắn phải lấy rồi. Đây này, có con mới này, con Ni Lego này. Trời ơi, luôn. Con này có con gà, con lấy không? Đập con gà. Lấy đi. À, con Palkia chắc cũng lấy các bạn ạ. Wow. Ôi, tí chắc là vay. Trời luôn, cái phiên bản mới này á. Với nhau thôi, bởi vì Pokemon bay khó thật sự luôn, không giống như ngày xưa á. Bay rồi chúng ta cách tè luôn, nhiều con Pokemon VIP quá, lúc nào không biết lấy con nào này. Palkia hay là Kyurem ta. Ôi. Nên lấy Palkia. Hay là lúc sẽ chọn con nào nhiều máu mới lấy nhỉ? Thì kiểu thế cho nó thông bằng nhỉ? Chứ bây giờ ở nhà này. À đây, vẫn lấy được mà, mình vẫn có con ấy. Ôi giời ơi, quên mất, vẫn còn một slot các bạn. Sorry mọi người. Đấy, còn Latios thì chắc là thôi các bạn nha. Latios thì mình không lấy. Đấy, mấy con nhỏ này. Đây này, cái con này này. Mình đang phân vân con này này. Con mới này, con kiểu như con sứa này. Lihi Lego. Thôi mình lười đập quá, mình cũng đi ấy thôi. Rồi ok. Xếp đội hình nào. Thôi xếp đội hình là xong các bạn. Thả lại. Mình sẽ xem rằng mấy con này sao. Ui. Bây giờ nó còn thay đổi hết cả các hình ảnh của hệ nữa cơ. Đây này. Ui cái này. Tấn công 178 mà. Xịn thật sự. Mình cứ xem tấn công bạn. Mình rất thích mấy con tấn công cao. 195, 178, 182, 205. Nhưng mà con con Bell Seed là con gì ấy? Pokemon điện thoại 146 nhá. Để mình xem nhá. 146 là con Garantina. Nhưng mà máu nó rất là khỏe. Để mình xem cái con đây, xem cái con này đi. Con sứa mà mình bảo đi, xem nó có sự lợi hại gì không. Sứa chúng tôi. Ok. Con này thì ui, con này cùi lắm. Ui, nhưng mà được SP này, nó tăng SP attack này. 224 này các bạn. Speed attack phải không? Hello. Ui. Speed 170. Nói chung là mỗi con nó sẽ tăng một cái kiểu khác nhau. Mình bắt đầu ra nhiều con. Mình thích tấn công các bạn, mình cứ thích tăng tấn công. Mấy con tấn công khỏe rồi. Đây, mọi người sắp xếp đi nhá. Núp sắp xếp xong rồi đấy. Núp sẽ cho. Mãi không được cái con này. Ui, đây mình sẽ thử thả cái con đây. Con này mới đây.
tất cả hầu như là trong cái dàn Pokemon ra trận của mình thì có mỗi một con đây, Necroma. Ui, con này xịn thật sự, nhìn như kiểu khủng long máy. Đây, Núp sẽ cho mọi người đầu đi ra ở giữa đây. Ui, wow, con này bay được luôn à? Về đây. Con Necroma nó sẽ kết hợp với Song Galeo rồi xa ra một con Pokemon khác à? Đẹp à? Ui, nhìn xịn thật sự, ăn ngầu như quả táo tàu. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chào mọi người ở đây, xong rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu rồi. Rồi, ok, hình như là mọi người sắp xếp hết xong Pokemon rồi đấy. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đâu là chia bảng đấu đi. Thì chắc có lẽ rằng là mình với cả Picel biết về những cái con Pokemon này sẽ tách ra. Đấy, thì bây giờ là cho Picel chọn đối thủ của Picel đi. Uầy, Picel ai cũng được, Picel không quan tâm. À, thế thì Ai thích. Thôi, ok, thế thì để núp đây, để núp với cả thanh niên Zeno đây. Đâu, thanh niên Zeno ra đây. Chia ra ai núp đâu nhỉ? Đây. Qua đây. Thanh niên Zeno thả con Pokemon của Zeno ra để núp chiến đấu. Đây. Đâu, xem nào, thả con gì đây? Ôi, con gì đây? Ui, con huyền thoại bảy bước đây. Ờ, huyền thoại. Huyền thoại với chúng tôi à? Đây. Ui, tính là con mình to dã man luôn các bạn ơi, chắc dọc một cái. Trời ơi, con này bằng cái móng chân. Tấn công. Đâu, để núp, đâu nhỉ, núp xe con này hệ nước phải không? Con này lấy hệ rock. Con này mùi quá. Ui, không đau đấy, không đau. Đâu nhỉ? Nào, nào đánh đi. Chọn kỹ năng đi. Đang đánh dưới trời mưa luôn bạn. Ô, thanh niên đánh nhở. Chết rồi, vì sao mất một skill này, cay đấy nhở. Nhưng hình như con của thanh niên Zeno bị khắc chế sao các bạn, không đánh được, không chạm được vào con của người mình. Đấy, mình chọn đắc đi. Lùng trường mà không mất máu à? Đây. Không, núp. Mất máu chưa? Ui, con thật sự luôn. Sao mình đấm một phát. Con nó khỏe lắm, trời ơi. Hết luôn kìa. Đánh chưa? Sắp chết chưa? Ui, trời ơi. Chọn gác đây, nhiều con mà. Mang con khắc hệ ra con của anh con chết con này đi. Đâu, con nào? Đây thì ui toàn con bé tí như cái móng chân. Con đầy đâu. Đâu. Chọn tiếp này. Hai con nè. Ok. Đây. Ta luôn mấy con này toàn mấy con khắc hệ của cái con Necroma các bạn ạ. Ta luôn con này tính ra có hệ thép này, đá này. Lửa hình như có cả bóng đêm này. Con này có 3-4 hệ. Trời ơi, siêu hệ rồng nữa không? Ui hết siêu hệ rồng. Đánh con của Núp không mất một tí máu à. Đâu, Núp dùng luôn con mạnh nhất à. Đây. Trận này khó chơi rồi. Đâu, để mình chọn đầu nhà chọn kỹ năng Fiery đi. Nào. Đâu, chọn Sword Dancer à? Sword Dancer. Ui. Cái đấy là tăng hình như là búp cái khả năng lên mà. À đấy à? Hả? Trời ơi. Con đấy. Thôi, chắc là mình sẽ xử lý nốt con này. Ui, tính ra cái con Necroma này nó... đúng rồi, một phát nửa máu kìa. Ui. Ui, chết dở rồi. Thải luôn đi, mình cho thêm. Trời, phát nữa nào. Cho một trường nữa. Đâu. Ngon rồi đây. Nữa. Chắc là mình cho hệ rock đi. Nhẹ. Cho con này nó đi bụi. Ui. Con chấm máu kìa. Trâu với chúng tôi. Núp bị xét đánh con Pokemon của Núp bị xét đánh chết luôn ạ. Ê, vô lý nhảy. Trời đất ơi. Ông trời không thương ạ. À. Rồi ok, Mèo Chu này. Thả ra. Đâu nhỉ? Đâu? Level 80. Ui, núp toàn con mạnh vậy. Mạnh mà. Thành chưa ta? À đâu, không có gì mạnh đâu. Này thì không có gì mạnh đâu này. Sao? Thế làm sao mà? Anh. Mèo Chu thì ghê lắm các bạn ạ. Làm sao trời mà? Trời ơi. Tuổi gì? Khổ. Nào, tiếp. Thả nó ra đây. Hình như thanh niên Zeno còn đâu đó khoảng 2 con Pokemon rồi. Ôi giời ơi. Con này mà có điện thoại à? Trời ơi. Trời ơi. Con này 159 à? Con này chắc chết luôn quá. Đâu. Con này ui con này khắc hệ của mình này. À. Tưởng ăn dễ à. Ghê. Đâu xem nào, có con mình sẽ chọn normal đi, đánh skill normal cũng được. Hồi máu luôn này. Ai à? Trời ơi, có quả skill hồi máu lúc kiểu khó chịu luôn cái con Mèo Chu này. Recover, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này đi. Ui, đánh không mất máu luôn này. Chắc là mình sẽ phải đổi hệ quá à? Hoặc là không. À thôi rồi. Không chịu thua chưa? Không. Nào. Thua cái gì? Ta còn 4-5 con nữa. Thua cái gì ba? Tào lao. Anh nè. Thôi. Mình chắc là không, đối với cả Zeno mình không nên chọn mấy con đổi hệ các bạn. Mình chọn mỗi con duy nhất này thôi. Chết con nào thay con đấy. Đấy, thế cho nó công bằng, hợp lý nhờ.
sao đánh gãi ngứa núp vậy? Trời ơi. Rồi con mèo chu khỏe lắm. Nào này. Ui. Đấy, con mèo chu khỏe ra man luôn. À. Đâu? Chắc là lần này con này đi bụi rồi. Con này level 159 đương châu phết nhỉ. Ui, đúng kiểu như thuộc dạng khắc hệ ấy. Ờ, giảm. Nó giảm cái khả năng của mình nhá. Sao? Thôi con này đi bụi rồi. Rồi. À, rồi còn rồi. Mấy con nữa nhỉ? Hai con nữa phải không? Hai con đi chưa? Thanh niên mạnh, Pokemon mạnh thật sự. Ơ, thế thì bây giờ ra đi rồi à? Ra đi rồi. Ôi, rồi, ôi, rồi. Trời ơi. Rồi. Đâu nhỉ? Bay quả cuối lại nổ đam nữa, chí mạng nữa chứ. Ui, đau bây đau. Bây giờ thì, sao nào? Ôi, thanh niên level 55 à? Ôi, ai cho ngừng ngựa lúc này, lúc đang đấy, đấu dưới miệng. Nằm, ui. Nằm với chúng ta. Ôi, trời ơi. Chua. Thanh niên toàn con tay linh tinh thôi. Tài luôn. Mang cả Meta Growth nữa ra. Chắc với tiêu chí là con nào to là nhặt các bạn ạ. Ờ đúng rồi. Zeno toàn đập con nhỏ cho nên là cứ thấy con to là hốt thôi. Thôi là mình hết kỹ năng rồi, chắc là mình sẽ chọn con khác đấy. À đây, thôi, có mấy kỹ năng thì cứ chọn nốt đi. Láo này. Hết nửa máu rồi. Kỹ năng tấn công của con Meo Chu mình hết rồi. Đấy, mình sẽ đổi qua con đâu nhỉ? Đây, Tyranita đi. Không phải huyền thoại đi. Đấy cho nó hợp lý nhỉ. Ui, thanh niên nào có quả con xịn đây. Ơ, Arceus của Vizel không đấu lại được à? Không, Vizel không mang Arceus ra. Arceus thật yêu củi quá, tư chất củi quá nè. Cho... Thanh đào. Băng đi. Con này có kỹ băng các bạn không xinh nhê lắm. À. Quả này. Con Tyranita lúc cũng yếu lắm mà. Đây, đánh kỹ năng normal đây. Ờ. Đau phết nhờ. Đánh kỹ năng rồng X2. Chết thật. Không. Không có Dragon. Đâu xem nào, để đến lúc xem nào. Búp. Không, nhưng mà lúc nghĩa con này vẫn phải hai phát nữa. Nó đi bụi rồi. Uầy, con kia có attack speed này đánh hai lần thì phải. À không. Đây này, có mũi hệ băng với cả rock rồi này. Khó quá. Giga Impact này. Cố lên, yeah. Uầy. Rồi. Rồi. Là luôn xử lý thanh niên này chỉ núp chỉ bị ra đi mỗi một con Necroma. Rồi đây mình sẽ gọi là Poke Heal đã. Đây. Đó đây là trận chung kết giữa mình với cả thanh niên Vanh. Đó thanh niên Vanh. Đây đúng đây. Từ nha, núp từ ăn núp đổi Pokemon á. Thanh niên Vanh cũng ghê gớm lắm đấy các bạn ạ. Tiêu diệt được thanh niên Michelle mà. Chuẩn bị mang Pokemon hệ gốt ra là thanh niên Vanh nha. Hai con kia hai con đầu của Vanh mạnh lắm. Rồi núp sẽ xem nào. Sao núp. Mang hai con đầu ra đánh á. À đây núp từ anh là núp có con ấy mà, có con chúa hè mà. Con hệ gốt á, bởi vì Vanh dùng nhiều Pokemon khắp lọ lắm, mang hệ gốt ra thì đánh lại được. Có skill gốt là được. Rồi. Đây, núp sẽ mang con này. Ui con này cũng cùi bắp các bạn ơi. Thôi, chọn đúng cái phần này đi. Núp toàn con cùi bắp rồi. Ai, đâu rồi? Thế nên Vanh rồi, thả ra đây. Đây. Ai? À. Đây. Ai à? Rồi, à đây lại cái con đây. Ơ sao không nhấn bắt đầu đội tử? Không, thanh niên Vanh Poke Heal chưa? À Poke Heal rồi. Rồi ok, ném ra đây, núp ném. Rồi núp tưởng chưa Poke Heal. Rồi ok, accept luôn. Rồi thắng thua sao đâu các bạn. Đây chúng ta sẽ uầy, sao tiêu hệ đắc hệ. Rồi cho hệ bóng tối rồi xem. Con này mạnh lắm, con kill ram này. Đó. Úi dồi. Uầy, đánh ngang kèo phết nhờ. Necroma tấn công. Ui không, con nếu thế thì con mình sẽ bị ra đi trước đấy. Không. Sẽ đổi được không ta? Cả đi hy sinh đi đổi lại lỗ đấy. Đổi lỗ đây đối với Zeno này. Hai thì nổ trong mắt này. Hai thì nhìn ra tổng quân ra truyền nhau. Ồ, đúng vẫn còn 8 máu này. Tiêu diệt được không? Ui không tiêu diệt được bạn này. Còn 7 máu. Hai con này kiểu ngang kèo nhau ấy. Ui. Rồi, nó sẽ phải chọn khác vào. Cho con Meo Chu hay con gì? Ui, con Meo Chu luôn. Lôi con Meo Chu ra chơi thôi. Ui, nhưng mà con này hình như khác ạ. À, mình. Rồi ok, swap. Rồi ra đi. Cho ra đi. Lấy con này ra đi. Ui, à, Palkia, ghê. Rồi ok. Con này con Meo Chu mình. Ui Palkia với chúng tôi đấy. Hiện tại con mèo chủ mình có kỹ năng hồi máu bạn. Không lo. Recover. Tí hồi máu full ngay. Ui mình đang bị set kìa. Chết giờ rồi, hồi máu. Đang bị set là turn vừa nãy. Ui no, đừng chết. Ừ.
Ui ôi, một phát đầy máu luôn kìa. Đánh luôn, đánh luôn. Cái này, ui, vẫn hình như vẫn đang bị xét kìa. Rest là ngủ đấy, chiều đấy bị ngủ rồi, đổi Pokemon đi. Không, nó bị xét. Ui đây, rồi, ok, tấn công rồi. Kiểu như bị đứng đơ ấy. Rồi, tiêu diệt được con rồi. À, là tiêu là tử nha, nó sẽ hồi máu bạn. Các bạn nhìn, các bạn có tin rằng con mèo chủ mình có thể hạ gục được tất cả các con của thanh niên vay không? Chọn hồi máu đó. Hồi lên. Đúng kiểu khó chết chịu luôn. Đúng kiểu khó chịu luôn. Recover cái trưởng recover này. Nhưng mà tấn công mình chỉ có 4 lần tấn công rồi đấy. Ơ sao Vanh lại hồi máu cho đối thủ à? Không. Kỹ năng. Kỹ năng. Hẳn là có kỹ năng hồi máu đối thủ. Kỹ năng của noob mà. Rồi con Latios này cho nó ra đi luôn. Đấy. Ui mèo chu nó thần thánh lắm. Ê búp kìa. Búp kìa. Búp. Ui chết rồi. Còn con này cắn đau này. Thank you nhá. Ơ không, Vanh cho toàn mấy trưởng kỹ năng không phải tấn công. Kỹ năng chỉ là tăng cái sức tấn công, tăng mấy cái hiệu ứng có lợi thôi à. Luôn. Rồi con cái gì đấy. Mêu metal à. À con này. Rồi con này có hệ lửa thì cũng. Ơ chết rồi. Vanh nhấn vào chọn túi đồ rồi. Quay lại rồi. Trả lại được à. Ok. Đào chọn kỹ năng này. Con này cũng khỏe này. Đánh đau thế. Thôi chắc là mình sẽ không. Mình hết kỹ năng đánh rồi này. Bây giờ mình sẽ chọn đây, còn mỗi kỹ năng này đánh thôi. Không thì mình sẽ phải đổi Pokemon lắm ạ. Không đánh được rồi. Hết kỹ năng đánh rồi. Thôi đổi sang con Palkia đi. À Q-Ram cũng được. Q-Ram ấy. Giratina đi. Hình như thanh niên Vanh cũng có con này phải không? Giratina Vanh có. À Núc đang chịu sát tường. À Núc cũng có hệ ma mà. Sát đâu. Tấn công. Mà con gốc ra đánh cái là chết ngay à. Quay tịch. Ui nhưng mà cắn yếu lắm. Thầy nó có con metal này. Nó trâu dã man luôn đi. Ui mà Vanh chả biết cái là đấm đánh nhỉ. Này. Để cho nó sẽ hiện power mà. Power là sức mạnh đó. Sức mạnh mà. Ui giỏi. Đây. À thanh niên lại đổi Pokemon kìa. Đổi hai con giống nhau. Đổi hai con giống nhau bạn. Ừ đúng rồi, cứ đổi hai con giống nhau cũng được, nên thế. Đứng đơ. Ui. À cái con Giratina của thanh niên Vanh mạnh quá nhờ. Chắc là có kỹ năng xịn à. Cắn mình một cái đi nửa cây máu luôn này. Xong rồi. Pixel bị một con đấy cần mất 3 con, 4 con của Pixel đấy. Pixel rồi. Ui, sao đúng chết luôn. Núp dặm chết rồi. Rồi đi Aga phải không? Rồi ok. Ui, con này nó sắp hết kỹ năng đánh rồi này. Con của mình sắp hết kỹ năng đánh rồi các bạn. Dặm cho cái. Ui. Ê, yếu quá. Ui mình chết luôn rồi. Toàn mấy con trâu bò này. Kill Ram đi, lấy con Kill Ram ra. Con Kill Ram này. Hệ rồng đây, Dragon đây. Rồng đây, rồng thở đây. Ui. À, hai con đánh nhau đúng kiểu đau luôn ạ. À. Rồi nhưng mà mình sẽ phải hạ gục thanh niên này trước đã. Rồi, đánh thế còn đánh rồi. Thả đi. À, quay con cũ à. Làm sao? Thả thêm cái nữa này. Đi luôn này. Ui, con mình lên cấp luôn bạn ơi, mèo chu lên cấp. Thế nó dính vào người mình. Thanh niên. Rồi, ui. Tính ra là mình sẽ hai con hy sinh các bạn. Team của mình là có hai con hy sinh. Đó các bạn thấy không? Tuy rằng thanh niên Vanh gọi là mới lần đầu gọi là va chạm với cả những cái con Pokemon mạnh thôi, nhưng mà thanh niên vẫn thắng thanh niên Pixel vì độ may mắn các bạn nhé. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ ấn like nha, cũng như là comment ý kiến bạn phía dưới. Và đừng quên qua kênh của Vanh, qua kênh của Zeno, qua kênh của Pixel ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.